nhiều cái video lên á, em cũng bức xúc lắm nhưng mà em không muốn nói. Bức xúc chủ gì chị? Tại vì nhiều khi nó nói lên nó không có đúng sự thật á. Sao không đúng chị, kể cho em nghe đi, không sao đâu. Tại vì nhiều khi nó nói mẹ kêu bỏ từ 12 tháng mà tới bây giờ không liên lạc, mà tại sao mà Mạnh Thành Quân á giúp đỡ này kia xong rồi bé nói là mẹ bé với lại cùng ba bé điện đi cùng một lúc, tại sao nói là vậy? Ai biết đâu bà ngoại nói với em á. Nhưng mà cái đó đâu phải sự thật đâu. Mà chị có điện không? Có điện bên chị Thảo không? Chị có điện. Thì đó, thì trước giờ chị không có điện thì chị điện lại và hỏi thăm con thì đúng sự thật rồi. Không phải. Nói chung để chị nói chị nghe nè. Từ nhỏ tới giờ không bao giờ chị bỏ bé hết. Cũng có điện, cũng có về thăm đó. Không phải là không về thăm à. Nhưng mà nhiều khi cứ công việc đường xa em nghĩ sao. Từ đây tới Sóc Trăng mà từ Bình Thuận về Sóc Trăng nhiều khi gia đình chị bên này cũng nghèo khổ lắm. Không phải giờ nghèo gì đâu, khổ gì đâu. Rồi bây giờ chị điện cho em là nói cái vụ gì đó, vụ này phải không bây giờ? Tại sao mày bỏ con? Mày bỏ con cha mẹ hồi 12 tháng. Rồi bây giờ mày nói mày không bỏ hay là sao? Thì mẹ có về đâu chứ, lúc Tết mẹ có về đâu? Tao không có. Mẹ nói Tết mẹ không có về. Con đã nói rồi, Tết mẹ không có về. Nếu mà mẹ xấu hổ á, thì ban đầu mẹ đừng có bỏ con. Mẹ không bỏ con không nói thì mẹ không có xấu hổ đâu. Nói chung là các Mạnh Thường Quân giúp đỡ gia đình của chị rất là cảm ơn. Dạ. Ai cũng làm tốt hết. Dạ. Nhưng mà nhiều khi á, đăng lên cái vụ mà nhiều khi nó hơi quá, chị không có thích điều đó. Nói chung là chắc Mạnh Thường Quân với lại trưởng ấp đồ á, xung quanh đó người ta cũng biết chị. Đúng rồi, em có liên hệ với bên địa phương rồi, địa phương có nói mà. Đúng rồi, thì đúng sự thật, cái đó là đúng sự thật. Nhưng mà còn nói là bé bỏ 12 tháng mà mất liên lạc, cái đó là không phải rồi. Ý là mẹ của chị nói á, chị Thanh, chị là chị Thanh phải không? Đúng rồi. À, mẹ chị nói là chị, hai vợ chồng chị là bỏ bé lại là sống chung với bà ngoại lúc 12 tháng tuổi. Đúng, là lúc 12 tháng tuổi. Mà nó kêu là mẹ nó không liên lạc từ 12 tháng tuổi tới bây giờ. Nếu mà không mất liên lạc tại sao mà nó biết mặt mẹ nó? Mẹ, em nghĩ đi. Mẹ nói thấy không, con của chị thiếu rất cần mẹ đó. Tình thương của mẹ. Đúng. Nhưng mà đôi khi ấy, mẹ thì không cỡ cần kệ bên. Tại vì chị thêm nữa, chị cũng lo gia đình của chị đương trải. Chị cũng nghèo khổ mà. Đâu phải lúc nào chị cũng phải ở với con mà với mẹ đâu. Mà chị không nghe Thư là... nói hả? Thư nó nói rằng đó là nó nói mẹ có gia đình thì thôi mẹ lo cho gia đình của mẹ đi. Nó tự sống từ nhỏ tới lớn. Nói như vậy rồi chị có nghe rõ không? Thì đúng, nhưng mà nhiều khi nó nói, nhiều khi nó nói quá đáng. Nó kêu là nó muốn ôm mẹ. Mà trong khi chị trước Tết chị mới về tức thì luôn á. Trước Tết cỡ nửa tháng trước Tết á chị mới về. Là lúc bà ngoại bệnh á, có hỏi nó đi có hay không, chị về một tuần chị mới lên lại đi nè em. Tết chị không về được. Tết nay hả? Tết nay lúc 2023 hả? 24 hả? Tết 2024 nè. Chị hỏi nó cho có không? Đúng rồi. Sự thật không? Rồi. Tại vì á, chị bức xúc quá. Nhiều khi á, nó nói hơi quá. Mình là người mẹ mất mới gì mình không hiểu hả mẹ mình. Ở bây giờ con muốn lên YouTube bây giờ làm sao á. Giờ mẹ nói con nói vậy đó. Nhiều khi mẹ đừng có buồn con. Mà nó không có một lời nào luôn. Thậm chí mẹ điện về nó còn không muốn hỏi thăm mẹ nữa. Tại vì con gái nó cũng buồn chứ. Tại vì nhỏ lớn nó ở đó cực khổ gì thấy con chị buồn không? Chị vẫn biết là con chị mất tình thương của cha mẹ. Mà chị không hề bỏ con của chị. Đôi khi chị không có tiền, chị vẫn mua cạc 50.000 chị vẫn điện về. Rồi bây giờ á, thì em cũng nói trên video clip á, bây giờ cuộc sống của chị á, thì chị bước thêm bước nữa thì chị lo bên kia đi. Bây giờ bên đây thì có Mạnh Thần Vân và rất là nhiều cô chú anh chị và địa phương đã quan tâm rồi. Chị bức xúc gì á, thì chị xuống đi, chị nói đi. Bây giờ em ba mặt một lời gặp nhau, nếu mà chị xuống được, còn không xuống được thì thôi. Em giúp cho con của chị, giúp cho gia đình của chị rất là mừng, rất là mừng luôn. Tại vì chị không làm được những cái điều đó. Rồi á, còn một câu nữa nè, em tại hỏi ơi chị là... Chị Thanh, chồng của chị tại sao bây giờ muốn điện lại, muốn hỏi nhận thư nữa là sao? Chị có đồng ý không? Tại vì như vậy,
từ hồi lúc cỡ 2-3 tháng trước á, là như vậy. Ba của nó có điện cho chị, là nó kêu là tại vì em là mẹ ung thư á, 12 tháng tuổi là chị ôm, chính bản thân của chị ôm từ Long Phú về, mà chị cho số điện thoại của bà ngoại, cho điện trực tiếp nói với con bé, mà con bé nó tự quyết định như thế nào đó. Thì đúng rồi, chị không có biết. Đúng rồi, chị bé không có biết, cái đó là duyên của con, của chị. Lúc đó là cái người đó điện lại cho con, nói là ba của con nói điện nói chuyện lâu không? Dạ không, ngoài con nói thôi. Ngoài con nói thôi, là con không có nói chuyện với người đó. Dạ. Thì sao con không nói chuyện luôn để hỏi như thế nào? Tại con không có nhà. Con đi đâu? Con đi mua đồ cho ngoại, về ngoại mới. Sao về con hỏi bà ngoại có nói cho con không? Nói sao con lấy cái số đó con gọi thử coi có đúng chứ gì không? Dạ không, con có muốn tìm hiểu đâu. Sao không lý do? Tại vì ba. Đứng về coi mỏi chân quá. Lý do ba mình hỏi như thế nào? Tao nói là uống nước nhớ nguồn, thế thì cũng phải nhớ cái nguồn của mình chứ. Dạ nhưng mà con muốn tìm hiểu con đi mà. Cái cuộc sống con vậy con có muốn ai xen vô chứ chú? Là không muốn nhớ tới việc gì bỏ hết cái gì? Dạ. Nếu mà kiểu nói chung là con, nhưng mà từ nhỏ tới lớn mà kiểu ba con không tìm kiếm con thôi, con cũng có tìm kiếm ba con, con cũng muốn biết là ba con là sao chứ. Như vậy luôn. Tao quyết định con nói sao mà không muốn nhận ba luôn hay sao? Thiệt luôn á hả? Dạ. Con nói chuyện là chú quay phim lại là đâu ra đó nha, chứ không phải là con nói trước giờ rồi. Nếu ba con bỏ con từ nhỏ tới lớn rồi nên là em có nhưng không có gì mới con có quan tâm đâu. Nếu mà mẹ con cảm thấy mẹ con xuống thăm ngoại với con thì mẹ con có xuống, còn ba con thì con không có biết, tại vì từ nhỏ tới lớn á con đâu có ba bên cạnh con đâu. Hình như là con có khung hình mặt của ba con mà phải không? Dạ, hình cưới của ba con với mẹ con á. Ừ, có mà, thì chắc chắn con nhận dạng biết là ba con rồi. Nghe nói bà ngoại con nói ba là con có xuống đây một lần mà nói gì vậy? Ba con nói là ngoại con nói ba con là lúc con mười mấy tháng là ba con xuống đây nè. Xuống đây rồi xuống kiếm bọn con không thấy rồi bắt con hay là gì cái gì đó con cũng biết nữa. Lúc đó con mới mười mấy tháng còn nhỏ mà phải không? Dạ. Là có xuống đây chỉ một lần đó thôi. Xong cái nói cho bà, xong cái ngoại con nói là ba mày cứ kiếm mày đó mà. Ba mày kiếm mày đó, ba mày không có bỏ mày đâu, nhưng mà từ nhỏ tới lớn con không thấy mặt ba con đâu. Vậy là cuộc gọi hôm trước là chỉ là bà ngoại con nói chuyện thôi chứ con không có nói hả? Dạ. Kính thưa tất cả các chú anh chị cũng biết khán giả, thì nãy giờ thì cô chú anh chị cũng đã nghe những đoạn ghi âm của mẹ Thanh Thư có gọi điện cho Bảnh đó các chú anh chị. Câu chuyện thì gia đình thì tự chia sẻ với Bảnh, thì bên mẹ của Thanh Thư thì ở bên Ninh Thuận, thì xem được đoạn phim đó thì có gọi điện hỏi Bảnh á, tại sao bé Thanh Thư lại nói như vậy. Mà thực chất thì Bảnh cũng đã quay rất là nhiều tập Bảnh có nói rồi, thì gia đình có sao thì nói vậy như lời bé Thanh Thư nói, có đúng không con? Mẹ con á có gia đình á, hai em lập gia đình hai lần. Thì mẹ con lúc mà lập gia đình lần đầu á thì mẹ con ở Trần Đề á thì lâu lâu có lên xuống, còn cái mất tích 3 năm cái mẹ con lập gia đình mới thì cái đó là mẹ con. Thì ba đó bởi vì quá trời nhiều thứ, mẹ con đi tới 3 bước thôi, cái chuyện đó chuyện của mẹ con đi. Bây giờ á con phải thoát cái cảnh này mới được. Chứ giờ bản thân con tự lo tự lo tự tại con đó. Tại vì con cảm ơn chú với mẹ thôi. Cái chuyện ba mẹ của con thì thôi đừng nhắn với con nữa. Ừ. Giờ bỏ luôn phải không? Giờ không có đề cập tới nữa phải không? Dạ. Kính thưa tất cả các chú anh chị quý khán giả, bây giờ thì một Bảnh xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã luôn theo dõi kênh và nhớ bấm like và để lại một bình luận như thế nào Bảnh bé Thanh Thư cái hoàn cảnh như thế này của chú anh chị. Tại sao mày bỏ con? Mày bỏ con cha mẹ hồi 12 tháng rồi, bây giờ mày nói mày không bỏ hay là sao? Thì mẹ có về đâu chứ, lúc Tết mẹ có về đâu? Tao không có. Mẹ nói Tết mẹ không có về. Con đã nói rồi, Tết mẹ không có về. Nếu mà mẹ xấu hổ á, thì ban đầu mẹ đừng có bỏ con. Mẹ không bỏ con không nói thì mẹ không có xấu hổ đâu. Mẹ nói là mẹ thương con, nhưng mà con không biết là mẹ có thương con tại sao không nữa nha. Mẹ bỏ con ở cho mẹ bỏ con cho con ở với ngoại, với bác con từ nhỏ tới lớn.
mẹ đi thì không phải là mẹ bỏ con luôn, mẹ đi mẹ 2-3 năm mẹ không có liên lạc với con, mẹ về thì mẹ lại có gia đình khác, xong rồi mẹ đi lại đi tiếp, mẹ đi tiếp mẹ cũng không liên lạc luôn, tới chừng ông ngoại mất mẹ cũng không về, tới lúc mẹ về thì mẹ cũng lại có gia đình khác nữa. Con không biết là mẹ thương con thiệt hay không nữa, nhưng mà con thấy á, dù là người ta khổ đến cách nào, bần cũng đến cách nào á, người ta đi ăn xin á, người ta vẫn dắt con người ta đi theo nữa đó mẹ. Con gửi gấp với mẹ con vậy hả? Dạ. Vậy là lúc ông ngoại con mất là mẹ con có gì hả? Mẹ con không có về, là không có liên lạc nên là không có biết. Có ngoại chia sẻ coi lúc đó chị Thanh có về không đó? Không, nó không có gì. Nó đi mất 3 năm rồi, vì con nó 3 tuổi nó dẫn theo. Rồi lại đi mấy 3-4 bữa gì đó rồi nó đi nữa rồi. Đi 4-5 tháng rồi mới gửi được 200. 4-5 tháng gửi được 400 gì đó. Rồi cái bây giờ nó nói nó mà có nuôi bé Thư, có đưa tiền, có gửi tiền gì tùm lum, cái đó là bà không biết. Nói chung là ngày hôm qua thì chị Thanh cũng có nói là hàng tháng chỉ gửi được 200-300 thôi, tại vì chị ấy là cũng khó khăn về kinh tế, vì có con nhỏ bên Bình Thuận gì đó, không có gửi được nhiều. Cũng đã đúng sự thật, ngoại nói là gửi như Thanh Thư nói là một tháng gửi 200-300 thì có đúng, chị Thanh có xác nhận vấn đề đó. Nhưng mà chị Thanh dặn bé Thư là dặn về vấn đề những cái chuyện xấu gì đó rồi nói che chở, không công giấu, khai hết luôn. Công khai hết luôn hả? Ừ. Bởi vì chị Thanh mới giận, mới điện về cho bên người chị Thảo. Con nói thiệt nha, nếu mà mẹ xấu hổ á, thì ban đầu mẹ đừng có bỏ con. Mẹ không bỏ con không nói thì mẹ không có xấu hổ đâu. Nếu thì bây giờ thực sự như thế nào thì con nói vậy thôi, nhưng mà mẹ xấu hổ thì mẹ cũng chịu, cái này là mẹ làm chứ không phải là con. Do mẹ bỏ con chứ không, con không có bỏ mẹ. Mẹ là người sinh ra con mà. Mẹ bỏ con thì con nói bây giờ là mẹ bỏ con đi vậy đó, mẹ có gia đình riêng thì con nói vậy thôi. Con nói đúng mà đúng không? Con nói đúng mà, đâu nói sai đâu. Có sao nói vậy? Nếu mà mẹ xấu hổ thì đó, cái đó cũng là do mẹ thôi. Nếu như á mà hoàn cảnh của Thư á con không đến đây quay thì chưa chắc là bà ngoại được tháng mưa này như thế nào nữa. Cái vấn đề lấy mà... cái thao lấy gì cái hứng nửa thao nửa gì cái vấn đề mà đổ. Mẹ con nói là bây giờ là chú quay con lên YouTube gì đó. Lúc đó là con không có điện thoại thì làm sao con có thể mà nói với mẹ con, với lại là một phần là con không có biết là chú quay con nữa. Mặc dù con đi lãnh tiền cho ngoại, đi lãnh quà cho ngoại về, xong là con gặp chú được, chú giúp đỡ chia quà sẻ hoàn cảnh của con cũng đâu có biết trước được. Nếu mà con biết trước được thì đâu có khổ như bây giờ. Mình mới giận cái vụ đó. Bé Thư nói nếu mà biết trước cái vụ mà YouTube á, là bé Thư đã có số điện thoại, đã điện, đã những cái kênh khác đã lại giúp lâu rồi, đâu để khổ tới mười mấy năm nay hả? Dạ đúng rồi, mà mẹ con nói con không có nói trước, không có báo trước cho mẹ con. Báo trước gì, bé thì đâu có điện thoại đâu mà gọi. Hồi chú lại đó, quay con lại quay đó, quay phim đó. Nhưng mà không cho nó hay. Lúc lại quay là con có xin phép bà ngoại, đồng ý đúng không? Đó, đúng, đồng ý. Dạ. Mới mà chú quay chứ. Dạ. Rồi nó nói không cho nó hay. Chuyện gian bà cháu. Tại vì lúc con quay là con có xin phép địa phương nè, rồi xin phép ngoại và bé Thư đã đồng ý với con. Dạ. Bây giờ mẹ Thanh Thư gọi về nè. Ngoại nghe ha. Alo. Em nghe này chị Thanh. Có gì không em? Hiện tại thì em đang ở chỗ mẹ của chị và Thanh Thư nè, chị có nói gì sẵn, có ba mặt một lời, em đang quay phim luôn á chị. Rồi sao em có gì không? Đâu chị, bây giờ chị nói là năm ngoái chị về với Thư nó không có, em lại ba mặt một lời, hai mẹ con nói chuyện nhau đi. Rồi bây giờ em có hỏi nó chưa, hỏi nó là có hay là chưa? Thư nó không có nè, đợi chị nói đi. Mẹ nói hồi Tết mẹ lại là mẹ không có lợi nha. Mẹ không có lợi nhưng mà hồi tháng 12 đó ai lợi con? Ngoại bệnh á là trước tháng 11 là nè. Ngoại mẹ có điện mà hỏi không, ngoại nhập viện á. Tháng 12, mùng 10 tháng 12. Đi nha. Bây giờ mẹ đã lên rồi mà bây giờ con lại nói như vậy là sao? Con nói thiệt luôn á là cái lúc bà ngoại nhập viện á, ngoại điện con nói với mẹ mẹ chưa có gì. Đúng. Mẹ chưa có gì, mẹ mất làm không chị, mẹ chưa có gì. Xong một thời gian mẹ làm xong mẹ kiếm tiền mẹ mới về được. Mà trong cái thời gian đó mà mẹ về, tại sao không nói là mẹ không về? Thì mẹ có về đâu chứ, lúc Tết mẹ có về đâu? Sao không có?
Mẹ nói tết mẹ không có về. Con đã nói rồi tết mẹ không có về. Mẹ là người lớn chứ không phải là mẹ là con nít. Tết mẹ không có về, Út ở đây nha. Hồi tháng 12 á chị. Thì con lúc tháng 12 á, lúc mà gần Tết á mẹ mới về, mẹ nói là tiền xe nó lên. Mẹ mới lên. Mẹ mới về. Mẹ đi. Là 20 mấy Út của con mới về. Bây giờ con nói tại sao con lại nói như vậy? Bây giờ con nói chuyện với mẹ, bây giờ mẹ nói sao cũng được hết trơn á, nhưng mà ở đây á là nhưng mà mẹ không chắc gì hết. Mẹ về á thì con nói mẹ về, chứ đừng có nói là mẹ về mà mẹ không về. Là cái đó là mẹ không có chịu. Giờ mẹ không về thì mẹ con nói mẹ không về thôi. Nhưng mà hồi lúc trước tháng 12 đó, lúc mà tháng 12 đó, ai về? Con không mẹ biết. Mẹ có về không? Mẹ không, con không có thấy mẹ. Hỏi bà ngoại coi, bà ngoại ngồi ở đó đó. Đây. Thì bà ngoại sẵn... Hỏi y với coi. Hỏi coi có về không? Không tin nó hỏi ý kiến thôi, mẹ có về không? Hồi Tết đó mẹ con có về đâu. Hồi Tết mẹ đâu có gì, mày nói mày gì? Đâu có gì thăm mẹ đâu. Tết. Hả? Trước Tết. Đã nói là trước Tết mà. Thì tháng 12, tháng 12 ở trên. Là tháng 12 vô tháng 12 là con đã về rồi. Mẹ không nhớ hả? Thôi tại sao con mày bỏ con? Như mà con? Mày bỏ con cha 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 mẹ hồi 10 12 tháng. Rồi bây giờ mày nói mày không bỏ hay là sao? Hả? À. Mày nói không bỏ hồi 12 tháng, ai bỏ con cho mẹ nè. Hả? Má bệnh, con không muốn nói, tại vì nhiều khi nói ra mẹ già yếu, con không muốn nói nhiều. Đôi khi con không có nói. Bây giờ bé Thư bây giờ nó có lớn rồi, nó tự lo được rồi. Nhưng chị không có chắc gì hết, nhưng mà chủ yếu là chị gì, nó có gì, có cái nào thì nói cái đó. Một năm, chị gì mấy năm, mấy lần ngày một năm? Một năm chị hai lần. Một năm chị hai lần. Có cho cái này cho em biết là hai mẹ con từ trao đổi, nhưng mà em nghe nói chị gọi gì bên đâu không, chị không gọi nó. Có chứ sao không em, nhiều khi hồi đó hả điện thoại nó không chưa bị hư chị cũng nhắn tin đi. Đôi khi bây giờ hôm bữa hôm kia mới tắt đi hôm qua này, chị điện Facebook cho nó cũng có cái điện thoại cũng hư rồi, nói chung là cũng hư rồi đó, nhưng mà cũng nhắn tin qua lại được, hỏi thăm nó này kia. Cuối cùng hả hôm kia chị điện là nó chặn cuộc gọi chị luôn. Lý do là sao chặn Thư? Con không có chặn nha, con điện đi mẹ con còn nói. Mẹ con nói mày đừng có điện cho tao nữa. Điện chặn Facebook, chặn Facebook còn điện thoại á. Điện đi mẹ mới không bắt máy, mẹ mới là chặn. Điện thoại của ngoại luôn á. Lý do của con á nói chuyện với mẹ. Con có hiếu lắm nhưng mà tại sao nói chuyện với mẹ toàn là nạt không à. Mẹ nói chuyện với con mẹ lúc nào mẹ cũng nói. Con mẹ kia chứ mẹ nói chuyện đó. Với con mẹ không bao giờ mẹ nói mẹ đàng hoàng mẹ nói chuyện. Chỉ có chú ở đây thôi mẹ mới xưng á là mẹ với con, còn không thôi là mày với tao không thôi. Mẹ bỏ con từ nhỏ cho con ở với mẹ ngoại nè, với Tư nè. Là nhắn tin Facebook ngày tao là chuyện bình thường, đó là mẹ con đôi khi á chọc qua chọc lại. Mà tại sao con không hiểu điều đó? Nhiều khi á mẹ rất là thương con, cho nên mẹ không có nói cái gì hết, chọc con cho vui vậy thôi. Mẹ thương con mà mẹ bỏ con. Nếu mà mẹ bỏ con, bỏ mặt con á là mẹ không có đi thăm con đâu. Mẹ thăm con dữ lắm á, 3 năm mẹ đi bỏ con, 3-4 năm mẹ về, mẹ có gia đình khác, mẹ dẫn người khác về. Thì con trách mẹ cái điều đó, đúng là mẹ sai là mẹ thêm bước nữa, nhưng mà con, cái lỗi đó cũng đâu phải là lỗi tại mẹ đâu. Tại ai chị? Lỗi đâu cũng đâu phải tại mẹ. Tại ông trời hả? Nhiều khi á, người ta nói không lấy, không thêm bước nữa, mình đâu có biết trước gì đâu. Đó, nếu mà mình không muốn á, nếu mà mình không muốn thì không ai ép mình được hết á. Sao là ép mình? Vậy chứ con, vì mẹ hỏi con chứ con không nghỉ học, ai ép con? Con nghỉ học là con, nè, con chăm ngoại nè. Nếu mà bây giờ mẹ muốn con đi học thì mẹ xuống đây mẹ chăm ngoại đi. Con nói thiệt á, mẹ lúc nào mẹ cũng kia, mẹ xuống đây á, mẹ không lo cho ngoại đâu. Mẹ có toàn nói chuyện mẹ nạt ngoại không à, để ngoại khóc không à. Mẹ nạt á là bà ngoại á, toàn là hả, nhiều khi người già, người lớn con hiểu rồi mà. Con đâu có hiểu người lớn nói chuyện như thế nào. Bây giờ cuộc gọi này đang nói chuyện là có ghi hình để cô chú anh chị được nghe luôn. Thì á, em nói chuyện nghe nè. Thì bé Thanh Thư hiện tại thì bây giờ thì đang được Mạnh Thường Quân giúp đỡ và em đang sửa chữa lại ngôi nhà cho nó chắc. Bây giờ chị thì có gia đình thì... Chị có gia đình sau á, thì chị ở đẳng đi, cố gắng để làm ăn, để mà nuôi dưỡng những bé nhỏ đi. Để... em ở đây thì em giúp đỡ cho bé rồi. Nói chung á chị rất là cảm ơn các Mạnh Thường Quân với lại một phần cô chú. Với lại á chị cũng nghèo khổ lắm. Không phải là nghèo mẹ mà
Thì Tết Tết nay có gì không chị? Tết nay về không? Bây giờ đó, em nghỉ đi, một ngày làm, mà 2-3 ngày nghỉ rồi, mà lấy tiền đâu mà về thăm con, em nghỉ đi. Thôi đi chị, cố gắng làm bển đi, chị ở nhà trọ hay là ở nhà chồng? Nói chung là chị ở bên nhà chồng, nhưng mà ở bên này cũng nghèo khổ lắm em. Rồi thì cố gắng làm đi, câu chuyện thư nữa chị đừng có áp lực nữa, để cho nó tự nhiên đi, rồi sau này nói có chung á, chị bỏ thì chị không có bỏ, nhưng mà chỉ là không quan tâm tới thôi. Mẹ con bệnh vậy đó, không có tiền mua thuốc cho ngoại. Con nói bây giờ ngoại con bệnh vậy nè, ngoại còn ngoại không có mua tiền mua thuốc mua sữa uống. Mẹ con nói bây giờ tao không có tiền gửi cho mày, chả lẽ tao đi cướp người ta tao gửi cho mày? Tao không có tiền gửi cho mày á, chả lẽ tao cướp chẳng đỡ nha nha, không lẽ anh ta đau mình xin gửi ơi nhỉ? Thôi không sao đâu, cái chuyện gia đình thì có gì cái mình bỏ qua, thì cái nào xong xong rồi thì để ở đây. Thì bây giờ bà ngoại cũng có thư rồi, thư lớn rồi, thư nhỏ, lúc thư còn nhỏ ra thì mình sợ đúng không cô? Mới có 12 tháng. Dạ. Con lên đây không phải là con nói chuyện mà con muốn hơn thua với mẹ con đâu, nhưng mà nhiều khi á mẹ con nói mẹ con không có cần con nên là vậy đó. Nên là con nói chuyện với mẹ con nên vậy. Rồi rồi, về mẹ thì nói chung mình đừng có bỏ mẹ mình, còn cha của con thì chú biết nha, cha của con là ở đâu chú biết à. À đường. Thì bây giờ không biết ở đâu thì cái chuyện đó, nếu người ta gọi về ta nói cha con, thì nếu thì như nãy chú nói, nếu mà ai là cha của bé Thanh Thư á thì cứ xuống đây để cứ gặp, nếu mà gì đó quan trọng con có đồng ý không á? Hả? Dạ không. Không gì? Dạ không, không đồng ý. Không đồng ý cho gặp cha luôn hả? Tại vì nếu mà muốn gặp con thì gặp từ lúc nhỏ, tới giờ con lớn rồi gặp làm gì nữa? Giờ không cho luôn. Dạ. Nếu mà mẹ thì được phải không? Dạ không nhận. Dạ không. Thì mẹ thì về đây chung với ngoại mà. Mẹ con lâu lâu mới về thì thôi không được. Dạ không cần ai luôn. Lúc tối mẹ con có nói nữa, nếu mà mẹ còn ngoại, ngoại con có mất mẹ con cũng không về. Mẹ con có nói vậy nữa, điện nói bác con nữa. Nói với bác con ngoại hả? Dạ. Nói mẹ con nói không, từ đây trở về sau ai quan tâm thì quan tâm, mẹ con không quan tâm tới nữa. Chú nói không? Cô là sao? Là bạn. Nói giờ ngồi đi ngoài cô. Có phước. Có phước sao cô? Có phước người ta lo cho. Dạ. Này ngồi sao rồi cô, hôm nay cô ngẫu hứng tới đây là sao, có chuyện gì không? Đâu có chuyện gì đâu, à. Bạn bè hồi nhỏ. À bạn hồi nhỏ hả? Dạ. Chắc cô cũng gần gia đình của anh Thư lắm hả? Trời ơi, chơi chung với bà hồi còn nít nhỏ nhỏ xíu gì nè. Vậy là cái lúc mà khoảng mà mẹ bé Thư... Nó hoàn thanh rồi đấy. Hoàn bảnh. Ôi chẳng á. Dạ. Bị coi bon. Dạ. Nó giống nhau thôi, anh em dạ, giống nhau. Dạ, đúng rồi, một Thư nổi. Dạ. Giống quá. Bây giờ con hỏi cô nè, bây giờ hồi xưa giờ cô thấy bé này cực khổ như thế nào? Ô, cực khổ lắm bà. Nói đi là một tuần luôn. Tại thấy khổ. Thư nè, cô nói thì Thư. Dạ, Thư giỏi lắm. Dạ. Thư lanh lắm mà không có tiền học. Dạ. Học được có lớp nửa năm lớp 8. Tôi quẩn á sao hè này nè. À là cô là người trực tiếp đến đây. Dạ. Gần quá ha. Mà chừng nó cắt lúa rồi ít lợi. Dạ, nói chung là cắt lúa rồi xong dạ, có lợi. Quẩn á sao hè luôn, đi cỡn con đất tới à. Mà dạ. Tại bả gào hàng gào. Dạ. Tôi phải đi vòng. Rồi cô có từng gặp mẹ Thư không? Không, lâu lâu lại cũng có lại mẹ Thư. Có ha? Dạ, lâu lại. Lâu chưa cô? Hồi còn mưa lắm á. Còn mưa là tháng mấy? Dạ, không biết tháng mấy. Tháng 8 năm ngoái hả? Bà, cô bây giờ cũng già rồi, 70 mấy, cô ngồi một đi. Tuổi luôn. À, một tuổi chưa? Một tuổi nữa, chơi hồi nhỏ không biết gây lộn đâu. Là bạn thân của bà ngoại phải không? Dạ. Rồi, sao bà ngoại yếu ớt quá, nó cứng cáp quá ha. Dạ, vừa có gia đình cái thì mỗi người gắng lo làm ăn rồi đâu. Dạ. Đâu có được lợi lên xuống chơi bình thường, rồi tới chừng đổi đất lợi cái mới ở sau hè này. Mèo sửa té sạt nữa nè. Đẹp quá ôi. Dạ không cô? Dạ. Dạ con xây cái nhà vệ sinh và có phòng riêng cho Thư nữa. Mèo ơi, nói gì. Ờ, với lại làm hết cho nó trọn vẹn, tại cái vách bây giờ nó hư cái thì thay dạ. Vách nữa. Tôi coi trong mạng thấy. À, coi ở trong mạng. Xóm ta. Bữa nay lại gặp con luôn ha. Dạ, lại gặp luôn, vậy là hên quá. Hên quá hả? Dạ. Sao mà tôi nằm coi mạng, tôi nhớ rồi đi nhà bà ngoại Thư chơi, kêu bà má nương, bà kêu tôi má hoàng. Dạ. Dạ. Chơi chung rồi còn ngỡ ngỡ gì nè. À, bữa nay có bạn thân lại thăm bà ngoại. Dạ. Dạ. Trước kia bà không có ở đây đâu. Dạ. Bà ở gần nhà tôi kìa. Dạ. Dạ. Rồi cái bây giờ cái bà mới... đất này của người ta, của cha của mẹ để lại. Dạ. Nhờ đất người ta khổ quá. Tại vì dạ. Ngày hôm mấy hôm qua thì có mẹ của Thư gọi gì thì mẹ Thư nói tên Thanh đó, chị Thanh đúng không? Dạ. À cô biết.
chị Thanh á. Cũng gắng làm ăn vậy lắm, bây giờ có chồng ở thì nó bình thường à. Bình thường. Dạ. Thì hôm qua có gọi về mà hai dạ, mẹ con dạ, nghe nói dạ, là gây cấn trời lắm. Trời ơi, tôi nói có trời từ chừng này hết, tôi đi quẩn bả. Bả tên là không ai hao thua hao tẩy. Thang. Thang nói trời ơi, má nữa ơi, tôi buồn quá. Đã bệnh nữa, tôi không biết làm sao mà được. Cái nhà này, cái ngôi nhà, cái nóc nhà này, cứ có tiền nó không lại sửa. Bây giờ là ba mẹ con bỏ con từ nhỏ phải không? Bỏ hồi 16 tháng, bà nói. Mà cô có biết không? Trời ơi, tôi buồn ở sau hè này nè. Vậy là con người chứng kiến luôn hả? Dạ. Thấy lúc bé này chắc con nhỏ mà rồi. Con nhỏ xíu luôn à. Khổ lắm ha. Dạ, khổ. Rõ ràng. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị với khán giả rất là nhiều và dạ, nói chung là con cảm ơn ông bà của chú, con cũng xin lỗi ông bà của chú nữa, tại vì gia đình con nó nhiều cái phức tạp lắm nên là con xin lỗi. Rồi không sao đâu con, nói chung là cái gì sự thật là sự thật, bây giờ thì giúp cũng đã xong rồi, bây giờ cũng chuẩn bị xong rồi. Kính mong tất cả các chú anh chị nhớ đón theo dõi những đoạn phim tiếp theo của gia đình của anh.